bên đó đâu có cầu lưới đâu hiểu. Ở đây có ai biết quýnh lưới đâu rồi. Bên chưa có không. Đâu nào quýnh lưới. Đâu có một. Thua mình cũng được nhưng mà mình phải có mà cọ sát mình rồi đúng không, đâu cần phải ăn, quan trọng là cái thằng đánh vô đối diện nó còn kháng đúng không.